Con nhận em nhận sao là phỏng vấn đội 12-3 nha, sao dẫn thắng nè, đội trưởng ý gì sao? Tôi thấy cái anh này rất tốt. Tuy có vài tình huống hiện ra bỏ lỡ cơ hội nhưng 2-0 là một kết quả rất là xứng đáng. Cho một nhà phố tay đi. Người là người ghi 2 bàn thắng cho đội 12-3. Cũng thường thôi. Anh có bí kíp nào để san sẻ cho đàn em sau này khi lên lớp 12 không? Mua chuột đúng không? Thôi em đừng tính rồi đã. Mua chuột đúng không? Bán đồ hiệp đầu. Bán đồ hiệp đầu. Bán đồ một trái, anh lại hai trái. Mua chuột đúng không? Ta gọi là thả con tới bắt con tường. Đúng rồi. Thủ môn của chúng ta. Anh sao? Chụp gò đây. Gùa. Nói gì đây? Có gì vậy? Cảm thấy hôm nay đơn giản mình quá biết. Không những anh Duy với chúng ta. Tôi là anh Duy. Anh Duy. Sao đây là anh Duy? Anh có cảm tưởng gì? Cười quá. Cười. Anh có cảm tưởng gì thôi chẳng đâu. Bị thua. Bị vô đây. Thấy cái gì đuôi nè. Rồi. Đây trên. Trên đèn. Sao em? Cảm giác sau trận đấu? Trận này đá rất là khỏe. Tại vì không cần phải chạy nhiều. Mày sao? Anh Đức. Đức. Hả? Ủa ai đó? Đức nói đây. Mày phát biểu. Nói gì bây giờ? Ở cái máy rồi đó. Chưa rồi. Cầm tay xe mày cầm không?